Anh em đào cái kèo hamster combat này để ý một chút nhé. Họ đang cho airdrop nhận 5 triệu cái coin điểm thưởng mỗi ngày, bằng cách là các bạn vào mục mai này này, các bạn phải tìm được đúng 3 cái thẻ nó khớp với lại dự án để có thể nhận được cái 5 triệu coin điểm thưởng này. Có một điều rằng là các bạn có thể phải mò ra để đúng 5 cái thẻ này trong số một mớ tất cả các cái thể loại thẻ ở đây. Đó, đúng thì mới nhận được 5 triệu điểm thưởng. Thế là các bạn có thể follow kênh Invest TV chúng mình, sau khi chúng mình test chán ra rồi thì sẽ biết được rằng những cái thẻ nào kết hợp với nhau thì có thể nhận được 5 triệu điểm thưởng này. Nó có thể nằm ở đây, có thể nằm ở cái mục cái task này. Đấy, ví dụ task này này, PIN team này hoặc là legal này. Đó, hoặc cũng có thể nằm ở trong mục special. Special thì nó lại có mục thẻ của tôi này, thẻ mới này. Đấy. Ví dụ như cái thẻ này hôm nay nó đang ẩn ở dưới vị trí này. Đó, các bạn xem. Thế nên là các bạn có thể khi mà các bạn làm mò, các bạn có thể mất rất nhiều coin hiện có ở đây để có thể tìm được đủ 3 cái thẻ này. Thì thay vì các bạn tự mò, các bạn có thể follow kênh mình khi mình test được, mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn tích một lần duy nhất để có thể nhận được luôn 5 triệu tiền thưởng này. Nó sẽ mất ít chi phí hơn là cái việc các bạn tự mò. Các bạn nhớ follow nhé.